Các bạn ơi, hôm nay rất là vui khi Ca có mặt ở đây là MC Nghệ sĩ Quế Trân đang có mặt ở chảo cá. Và quý vị nhìn cái chảo cá nha, bây giờ là không, bốn người này không ăn, cái này là cái chảo của chị Quế Trân. Xấu hổ. Chị ăn hai phần. Mà chúng tôi cũng cần chị giảm cân, ăn bằng bằng sạch hết luôn. Thiếu điều là cái gì là vẫn là ăn hết luôn. Mấy lần nhớ tôi về xấu hổ quá. Bà cũng không biết no, bởi vì nó cứng quá. Ăn vào nó cứ tan chảy ăn vào. Nhưng mà thật sự là chân rất là mê món này. Mê món này đúng không? Cho nên là khi mà quán chưa có mặt theo chung đâu mà đã thấy mà nghe những cái tin mà bắt đầu theo đi lên từ bắt đầu tuyển ngay chỗ này nhân viên chỗ này kia là cần theo dõi từ đó nó mới. Sài Gòn mình có một quán giả khá mà phải nói là hết sức là đầu tư như thế này, chăm chút như thế này, trang trọng như thế này là quý mà nha. Nhưng mà đặc biệt là đến ăn thì quả là tiếp nằm trục xa. Cho nên là thật sự rất là ngon, rất hài lòng, bởi vì em rất thích ăn món chả cá mà mỗi lần ra Hà Nội là phải ăn. Đó, bây giờ không cần phải đi Hà Nội nữa. Tốt lên với cái tay đem cả Hà Nội vô Sài Gòn để phục vụ cô chủ. Chỉ cần cô chủ hài lòng thôi là được hết. Dạ. Cảm ơn Quế Trân. Cảm ơn cô. Đây là mẹ của cô chủ đến đây rất là thích cái món này. Và bây giờ đang kêu thêm hai phần nữa nha quý vị. Hai phần nữa là chỉ một mình Quế Trân lên nha quý vị, không có ai ăn. Còn lẩu nữa. Còn chắc miệng nữa. Nói chung là cái thực đơn này có món gì là được uống qua một lần hết. Nhưng mà lần đến là thử chút không? Dạ. Cảm ơn gia đình. Hy vọng là sau sẽ có dịp đón tiếp nhận. Để kêu mấy đứa nhỏ đưa chị ở chợ.